Đan Trần dằn mặt chồng cũ Diệp Lâm Anh tuyên bố sốc về quyền nuôi con của đàn em hậu ly hôn. Diệp Lâm Anh và chồng cũ doanh nhân Nghiêm Đức đều bày tỏ nguyện vọng muốn nuôi cả hai con. Giữa lùm xùm chưa có hồi kết, Diệp Lâm Anh được hội chị em bạn gì hết mực ủng hộ giành quyền nuôi con với chồng doanh nhân. Trong thời gian vừa qua, ồn ào ly hôn giữa Diệp Lâm Anh và thiếu gia Nghiêm Đức hiện đang là chủ đề nhận về sự quan tâm từ đông đảo khán giả. Mới đây, trên trang cá nhân, cựu người mẫu Trang Trần đã lên tiếng ủng hộ Diệp Lâm Anh giành quyền nuôi con và được cho là ngầm dằn mặt doanh nhân Đức Phạm. Cụ thể, Trang Trần cho biết mọi người đều nhìn vào cuốn với một sự cảm thông, cầu chúc công lý và xã hội sẽ giúp ba mẹ con được bên nhau trọn vẹn. Chia cắt tình mẫu tử là điều ác độc nhất. Là phụ nữ, hãy ủng hộ cô ấy, Diệp Lâm Anh. Tôi tin chắc tất cả chúng ta nếu là phụ nữ sẽ đồng ý điều này với tôi. Ở dưới phần bình luận, Diệp Lâm Anh không giấu khỏi sự xúc động trước bài viết của đàn chị. Bao nhiêu năm làm nghề, em gặp chị từ hồi em mới mười mấy tuổi. Chị của em vẫn rất chất, đúng là đúng, sai là sai, không nhiều lời. Dù xung quanh có đổi thay thế nào thì em vẫn là em của chị, luôn được chị bảo vệ khi đúng và trách mắng khi sai. Em tin là chị luôn cảm nhận được và hiểu em. Cảm ơn chị Trang Khàng, yêu. Sau khi nhận về bình luận của Diệp Lâm Anh, cựu người mẫu tiếp tục động viên cô nàng, cố gắng lên mẹ nó nhé. Màn tương tác giữa Diệp Lâm Anh và Trang Trần đang thu hút sự chú ý từ phía cư dân mạng. Ngoài người mẫu Trang Trần, một số bạn bè người thân cũng có động thái ủng hộ tinh thần nữ diễn viên. Diệp Lâm Anh nhận thức kinh tế mình kém hơn so với chồng cũ. Ca sĩ nói dù chồng cũ có nguyện vọng nuôi hai con với lý do điều kiện kinh tế tốt hơn, tuy nhiên cô tin vào vai trò làm mẹ sẽ nuôi nấng dạy dỗ chu đáo các con đến tuổi trưởng thành, đến khi con đủ tuổi quyết định muốn sống với ai. Mặt khác, nữ diễn viên không muốn chia cách các con khi chúng còn quá nhỏ. Tôi khóc khi nghĩ đến cảnh hai đứa nhỏ bị chia cắt. Tôi không muốn thấy cảnh bố riêng hàng đêm ngủ với mẹ đều hỏi em trai ngủ chưa hay em đang chơi với ai. Tôi đủ điều kiện chăm sóc hai con nhỏ, muốn được nuôi cả hai, Diệp Lâm Anh cho biết. Phía phiên tòa sơ thẩm cũng từng ra phán quyết mỗi người sẽ nuôi một bé. Cụ thể, chồng cũ Diệp Lâm Anh được quyền nuôi con trai, còn nữ diễn viên nuôi con gái lớn. Tuy nhiên, cả hai bên sau đó đều kháng cáo, muốn giành quyền nuôi cả hai con. Vụ ồn ào ly hôn và giành con từng khiến Diệp Lâm Anh suy sụp stress vì ảnh hưởng tâm lý. Sau thời gian bình tĩnh, cô lấy lại tinh thần và trở lại với công việc. Hiện Diệp Lâm Anh tự tin mình đủ sức khỏe, tài chính và thời gian để lo cho bản thân, gia đình và đặc biệt là các con. Lúc sự việc mới xảy ra, tôi bị chơi vơi, không biết mình sẽ bước tiếp thế nào, chăm sóc con ra sao, công việc, sự nghiệp của mình rồi đi theo hướng nào. Bây giờ tôi tự tin mình có thể bước tiếp dù không có ai ở bên cạnh đỡ đần chăm lo, Diệp Lâm Anh nói. Theo ông Đoàn Thành Dũng, quản lý của ca sĩ Diệp Lâm Anh đã trình bày với hội đồng xét xử rằng hơn một năm qua cô hạn chế hoạt động trong làng giải trí, dành thời gian chăm sóc lo cho con ăn học. Cô cũng chứng minh thu nhập ổn định từ việc kinh doanh để lo đầy đủ vật chất cho hai bé. Cam kết nếu được giao quyền nuôi các con sẽ tạo mọi điều kiện để chồng cũ và gia đình bên nội tham gia chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục. Trong khi đó, chồng cũ của Diệp Lâm Anh không chấp nhận cho rằng cô hoạt động nghệ thuật nên giờ giấc không ổn định, không đảm bảo việc chăm sóc cùng lúc hai con nhỏ. Diệp Lâm Anh cho biết không yêu cầu chồng cũ phải cấp dưỡng nhưng sẵn sàng tiếp nhận hỗ trợ từ anh với mục đích góp phần nuôi hai con được tốt hơn. Trước đó, sau khi tham gia phiên phúc thẩm, Diệp Lâm Anh đã dành chút ít thời gian để trả lời giới truyền thông. Cô cho biết hiện tại dù không còn tiếng nói chung nhưng cô và chồng cũ đều đặt quyền lợi của con gái Boring hơn 4 tuổi, con trai B-Boy gần 3 tuổi làm điều tiên quyết. Sau một tháng ly hôn và dọn khỏi nhà chồng, Diệp Lâm Anh cho biết được mẹ ruột tặng căn nhà ở thành phố Thủ Đức, cô dồn tiền cải tạo chỗ ở nuôi con, tập trung ổn định cuộc sống. Cô cũng mở hai nhãn hiệu thời trang dành cho giới trẻ và văn phòng. Tôi còn phát triển mạng kinh doanh online để thêm thu nhập, cô cho biết. Hiện tại, tranh chấp giành quyền nuôi con giữa Diệp Lâm Anh và doanh nhân Đức Phạm vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Bên cạnh đó, cả hai đều đưa ra những bằng chứng lý lẽ khác nhau khiến công chúng vô cùng bất ngờ hoang mang.